chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với kênh của cô kim oanh và trong bài giảng ngày hôm nay thì cô kim oanh sẽ cung cấp cho các em một văn bản đọc mở rộng theo thể loại đó là văn bản chạy giặc trong chủ đề tình yêu tổ quốc của bộ sách chân trời sáng tạo và trong cái chủ đề này thì các em ở các video lần trước các em đã được học các văn bản về chủ đề tình yêu tổ quốc đó là nam quốc sơn hà đó là lòng yêu nước của nhân dân ta và rõ ràng kem thấy rằng là trong các văn bản đó tình yêu tổ quốc chính là nội dung xuyên suốt các văn bản hay còn gọi là cái cảm hứng chủ đạo trong các cái tác phẩm mà kem đã học và hôm nay trong văn bản trệ giặc của nguyễn đình triều thì văn bản này kết nối với chủ đề như thế nào và nó mang đặc trưng gì của thể loại thì cô và kem sẽ cùng đi tìm hiểu vào văn bản ngày hôm nay trước hết là chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cùng văn bản cảm nhận những cái nét cơ bản về tác giả và tác phẩm trên màn hình là chân dung của tác giả Nguyễn Đình Chiểu và kem thấy là một bức chân dung khác thường bởi vì nhìn bức chân dung này kem cũng đã thấy được là ánh mắt của ông à, không bình thường giống như bao người khác bởi vì Nguyễn Đình Chiểu chính là một nhà thơ đã bị mù cả hai mắt à, ông tự là mệnh trạch hiệu là trọng phủ hoặc là hối trai Sinh năm 1822, mất năm 1888. Quê ở làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Ông xuất thân trong một gia đình nho học, năm 1843 thi đỗ Tú tài ở trường thi Gia Định. Và một số các cái thông tin nữa để các em sẽ thấy được. Trên đường giao Huế học để chuẩn bị thi tiếp năm 1846 thì ông nhận được tin mẹ mất, phải bỏ thi về quê chịu tang và dọc đường vừa là bị bệnh vừa là vì thương nhớ mẹ do đó mà ông đã bị mù cả hai mắt đấy các em thấy để rồi sau này thì nguyễn đình triều đã vừa làm thơ văn vừa là một người thầy dạy học vừa là một thầy bốc thuốc à, một người mà từ tâm nhân hậu sống bằng một cái nhân cách rất là trong sạch và không bao giờ hợp tác với giặc mặc dù là sau này thì thực dân pháp đã rất nhiều lần mời ông ra làm quan cho triều cho triều đình của pháp tuy nhiên là uh, Nguyễn Đình Triều đã thể hiện một cái thái độ phản kháng bất mãn không kiên quyết từ chối thà về quê để sống bằng nghề dạy học sống bằng nghề bốc thuốc nhưng mà giữ được một cái lương chi thật là trong sạch đấy chính là một vài nét về nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu cái mặt Chúng ta sang phần 2 đó là suy ngẫm và phản hồi. Trong phần suy ngẫm và phản hồi này thì chúng ta sẽ tập trung làm nổi bật một số các câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Một là tìm bố cục của bài thơ. Hai, xác định thể loại và dấu hiệu nhận biết thể loại của bài thơ. Ba, là tìm hình ảnh đặc sắc biện pháp tu từ trong bài thơ. Kem biết là đặc trưng của thơ thì khi mà kem tìm hiểu kem cần phải làm nổi bật được những cái thể đặc điểm về thể loại những hình ảnh, những cái từ ngữ, những cái biện pháp nghệ thuật đặc sắc và kem biết rõ ràng đây là một bài thơ được làm theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật bởi vậy mà kem cần tuân thủ theo đặc trưng của thể thơ thất ngôn bát cú đường luật về bố cục của bài thơ hay còn gọi là đặc điểm của thể thơ được thể hiện trong bài thơ này thứ nhất là về bố cục một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật thì thường được cấu trúc theo bốn phần đề thực luận kết. Và bài thơ chạy giặc cũng được cấu tạo theo bốn phần đó. Cô sẽ lần lượt chỉ ra bốn phần này như sau. Thứ nhất là hai câu đề. Hai câu đề tan trợ vừa nghe tiếng súng tây một bàn cờ thế phút xa tay. Rõ ràng ở đây, hai câu này giới thiệu về tình hình đất nước bị Tây xâm lược. Tiếp hai câu thực. Đấy, bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy mất ổ bầy chim giáo rát bay. Đây chính là cái khung cảnh đất nước loạn lạc. Hai câu luận, hai câu luận. À, nhìn đó là cách nhìn nhận vấn đề trong một bối cảnh rộng hơn, sâu sắc hơn. Tức là vẫn nhận định về tình hình đất nước. Nhưng cái vấn đề đó được nhìn nhận ở một cái bối cảnh rộng hơn và sâu sắc hơn. Và cuối cùng là hai câu kết. Hỏi trang xẹp loạn dày đâu vắng thì rõ ràng cái tình cảm yêu nước thương dân lo lắng cho vận mệnh của đất nước và đây cũng chính là cảm hứng chủ đạo của bài thơ cảm hứng chủ đạo thì rõ nhất ở hai câu thơ cuối cái tình cảm yêu nước thương dân lo lắng cho vận mệnh của đất nước đó chính là là bố cục của bài thơ thứ hai như cô vừa nói đây là một bài thơ thất ngôn bắt cú đường luật do đó cần phải tuân theo đầy đủ cái yêu cầu về niêm vần luật đối đấy em thấy về số câu ở trong bài thì mỗi một bài là có 8 câu mỗi câu có 7 chữ chúng ta cần tuân thủ theo luật niêm vần nhịp và đối em có thể thấy bố cục thì chúng ta vừa chỉ ra rồi Đã, tan chợ vừa nghe tiếng súng tây một bàn cờ thấy phút xa tay bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy mất ổ bầy chim giáo giác bay bến nghé của tiền tan bọt nước đồng nai tranh ngói nhuốm màu mây hỏi trang diệp loạn dày đâu vắng nỡ để dân đen mắc nạn này các em có thể thấy được làm về luật về niêm luật thì trong cái phần tri thức văn cô đã cung cấp cho các em rồi em phải chỉ ra được bằng chắc câu nào đối với câu nào niêm câu nào đối với câu nào từ nào niêm với câu từ nào niêm trong một dòng niêm trong một bài, đối trong một dòng, đối trong một bài. Và các em luôn luôn nhớ đối với bài thơ Đường luật thì chúng ta luôn luôn nhớ một nguyên tắc nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh. Các em chỉ cần chú ý đến câu 2. Cô xin lỗi, các em chỉ cần chú ý đến từ thứ hai, tiếng thứ hai, tiếng 4 và tiếng 6. Ba cái tiếng này phải rõ ràng dành mẹ nếu là đối thì tiếng 2 đối với tiếng 4, tiếng 4 đối với tiếng 6. Câu nào cũng vậy. Nếu là niêm thì tiếng 2 niêm với tiếng 6. Đấy các em thấy. Đấy là trong một dòng. Kem à, các em có thể thấy trên màn hình cô tạm thời chỉ ra luật bằng chắc các em nhé. Các tiếng có thanh bằng, các tiếng có thanh bằng là những tiếng mà có dấu huyền. Các tiếng không dấu, cái này chắc là các em đã rõ rồi. Đây, Cô có thể điền bằng chắc câu thứ nhất Câu thứ hai Tương tự Tương tự các câu thơ Kem nha Đấy Như vậy là Cô đã chỉ ra cho Kem à, Các cái bằng, bằng chắc Ở trong các câu thơ rồi Còn bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra đối và niêm. À, cô đã vừa nói các em này, tiếng 2 sẽ đối với tiếng 4 trong một dòng nhé. Tiếng 4 sẽ đối với tiếng 6. Như vậy các em nhìn vào trong bài thơ này, các em có thể thấy, đây các em có thể thấy. Đợi cô, cô sẽ... Này, tiếng 2 này, đây là tiếng 2. Sẽ đối với tiếng 4. Nếu tiếng 2 thanh bằng, thì tiếng 4 phải là thanh chắc và tiếng 6 phải là thanh bằng. Tương tự như vậy, các em thấy bất kỳ câu nào thế đây, nếu tiếng 2 thanh bằng thì tiếng 4 phải là thanh chắc, nó có đối nhau mà Và tiếng 6 lại phải, phải thanh bằng. Như vậy tiếng 2 sẽ đối với tiếng 4 và tiếng 4 lại với tiếng 6. Và tương tự như thế thì các em sẽ thấy được niêm. Niêm. Niêm thì các em sẽ thấy này, đây, tiếng 2, tiếng 2 của câu 2 nó sẽ niêm với tiếng 2 của câu 3. Tiếng 4 của câu 2 nó sẽ niêm với tiếng 4 của câu 3 và tiếng 6 của câu 2 sẽ niêm với tiếng 6 của câu 3. Đấy là cô chỉ qua như vậy thôi để các em hiểu về về niêm. Và bây giờ cụ thể chỉ vào đối và niêm như sau. Đây các em thấy. Câu 1, câu 2 trong một bài, câu 1, câu 2 sẽ đối với nhau. Nếu câu 1 là chắc bằng chắc thì câu 2 phải bằng chắc bằng. Tương tự câu 3 đối với câu 4, Câu 5 đối với câu 6 và câu 7 đối với câu 8. Đấy là đối. Đối bằng chắc nhé. Về niêm. Câu 2 sẽ niêm với câu 3. Niêm là trùng nhau. Câu 4 niêm với câu 5. Câu 6 niêm với câu 7. Và đương nhiên câu 8 sẽ niêm với câu 1. Đấy, các em thấy rõ ràng điều này. Các em nhìn lại trên bài thơ các em sẽ thấy được điều đó. em đã quan sát hết bài thơ chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục. Và trên màn hình của cô là gieo vần và ngắt nhịp. Em thấy gieo vần tan chợ vừa nghe tiếng súng tây tay bay mây và nành. Gieo vần là vần chân, vần bằng. Gieo vần là vần bằng. Vần bằng tức là gieo ở các tiếng mà có dấu huyền hoặc là không có dấu các từ các câu 2, 1, 2, 4, 6, 8. Về nhịp, các cái dấu gạch ở trên màn hình của cô. Tan chợ vừa nghe tiếng súng tây Một bàn cờ thế phút xa tay. Bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy. Mất ổ bầy chim giáo giác bay. Kem vậy. Vậy, nhịp phổ biến trong bài thơ này là nhịp 2, 2, 3 hoặc là nhịp 4, 3. Đấy, các em có thể thấy là về vần và nhịp. Như vậy thì qua đây chúng ta có thể chốt lại như sau. Bài thơ chạy giặc đã tuân thủ đúng quy định về luật, về niêm, về vần của một bài thơ thất ngôn bắt cố đường luật và được làm theo luật chắc. Luật chắc có nghĩa là kem muốn biết bài thơ này được làm theo luật bằng hay luật chắc thì kem biết là sẽ căn cứ vào tiếng thứ hai của câu thơ thứ nhất. Đây kem chú ý nhé. Muốn biết được bài thơ này được làm theo luật bằng hay luật chắc thì chỉ cần căn cứ vào tiếng thứ hai của câu thơ thứ nhất, tức là tiếng trợ đây. Nếu tiếng này được làm bằng thanh chắc thì kết luận rằng bài thơ được làm vào luật chắc. Nếu tiếng này được làm theo thanh bằng thì kết luận rằng bài thơ sẽ được làm theo luật bằng. Đấy như vậy là cô đã chốt ra được đặc điểm thể loại. Chúng ta sẽ sang phần 2. Sang phần 2 là những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật. À, đây câu hỏi ngay từ ban đầu, cô đã nói tìm và chỉ ra những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật. Những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật đây thứ nhất đó là gì hình ảnh chạy giặc của người dân được gợi tả qua các từ lấy như là lơ sơ giáo giác tan bọt nước nhuốm màu mây và tất cả những cái từ ngữ này đã vẽ ra một bức tranh loạn lạc tang thương với những con người yếu ớt không nơi nương tựa. Đấy, các em có thể thấy. Bến nghế của tiền tuyên bọt nước, đồng nai tranh nhói nhuốm màu mây. Các em có thể thấy tiếp về biện pháp tu từ trong hai câu thực và hai câu luận. Rõ ràng tác giả đã sử dụng biện pháp đảo ngữ và đối lập. Các em quay trở lại bài thơ, cô sẽ quay trở lại bài thơ một chút để cô sẽ chỉ ra cho các em cái đảo ngữ và đối lập ở đây. Đây. Bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, đây là đảo ngữ. Tác giả đưa chữ bỏ nhà lên đầu. Đấy. Hai là mất ổ cũng thế. Đây là đảo ngữ. Đảo ngữ từ mất ổ, đưa từ mất ổ lên đầu. Các em có thể thấy. Vậy thì đảo ngữ kết hợp với đối lập. Bỏ nhà, mất ổ, lũ trẻ, bầy chim, lơ sơ trẻ, giáo giác bay. Hoặc là bến nghé với đồng nai, của tiền với tranh ngói, tan bọt nước với nhuốm mỏ mây. Đấy chính là các cái nghệ thuật đối lập và đảo ngữ chúng ta sẽ quay trở lại phần này để chúng ta phân tích tiếp và với biện pháp nghệ thuật đối lập và đảo ngữ đã nhấn mạnh cái sự yếu ớt không nơi nương tựa của con người trong cái cảnh loạn lạc đấy lũ trẻ thì lo sơ chạy bởi vì không có người uh, bố víu không nơi nương tựa đàn chim chỉ giáo giác bay hình ảnh đàn chim ở đây nó không phải chỉ nói là hình ảnh con chim thực trên bầu trời mà muốn nói là cái cảnh gia đình thì loạn lạc tang thương mỗi người một ngày nó cũng giống như bị bầy chim vỡ tục em mà hỏi trang dẹp loạn dày đâu vắng nỡ để dân đen mắc nạn này đó chính là hình ảnh câu hỏi tu tự ở cuối bài thơ thể hiện cái sự thất vọng chất vấn những người được mệnh danh là anh hùng là quan triều đình sao nỡ để dân đen rơi vào cảnh tang thương loạn lạc không đứng ra để gánh vác đất nước đấy những người được mệnh danh là anh hùng những người được mệnh danh là quan cha mẹ của dân hỏi trang dẹp loạn dày đâu vắng những người có trách nhiệm về đất nước đâu rồi để cho để cho quân giặc dày dẻo đất nước để cho nhân dân phải thang thương phải loạn lạc đấy là câu hỏi tu từ của cuối bài thơ như vậy câu hỏi tu từ chính là bộc lộ cảm xúc là cái cảm xúc đau đớn xót xa trước cái cảnh đất nước bị tan thương bị loạn lạc khi mà quân giặc dày xéo những cái cơ bản về mặt nghệ thuật thì cô đã chỉ ra em ạ và từ đó để thể hiện cái mong muốn tác giả mong muốn mong muốn những người có trách nhiệm phải đứng ra gánh vác đất nước đứng ra gánh vác để đối phó với giặc ngoại xâm nỡ để dân đen mắc nạn này sao nỡ để cho nhân dân phải rơi vào cảnh loạn lạc như vậy. Đấy, đấy chính là cái, cái mong muốn của tác giả được thể hiện ở trong bài thơ. Chúng ta sang phần 3 là tình cảm cảm xúc của bài thơ. Kem biết là thơ là tiếng nói của trái tim. Vậy thì tình cảm cảm xúc bài thơ được thể hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối bài thơ. Tuy nhiên, cũng có những câu thơ là thể hiện một cách trực tiếp với câu hỏi trên màn hình như sau. Tác giả muốn gửi gắm tình cảm gì qua bài thơ? Như cô vừa nói, em thấy nhé, là tình cảm tác giả được hiện ngay từ ban đầu. Ngay từ ban đầu, ví dụ này, tan chợ vừa nghe tiếng súng tây một bàn cờ thế phút xa tay, bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, mất ổ bầy chim giáo giác bay. Ngay những câu thơ đó cũng đã ẩn chứa cái nỗi niềm đau xót một cái, cái nỗi bất lực mà không làm gì giúp ích cho đất nước được. Bởi vì Nguyễn Đình Chiểu chỉ là một nhà nho chân yếu tay mềm, dùng cán bút làm đòn xoay chế độ, dùng ngòi bút của mình để đả phá vào chế độ thực dân. Chứ ông không làm gì được cho đất nước cho đời. Thấy bất lực, thấy xót xa, thấy chua chát. Đấy, Và đặc biệt nhất là ông lại bị mù cả hai mắt. Cái ông làm được cho đời, làm được cho dân cho nước đó là ông không hợp tác với quân giặc. Ông về nhà dạy học, ông về nhà bút thuốc, làm thơ. Đấy là cái điều mà mà ông đã giúp ích cho đất nước, cho nhân dân. Tấm lòng của Nguyễn Đình Triều thật là khao cả, thật là đáng quý. Bởi vậy mà ẩn chứa trong từng câu chữ trong bài thơ là nỗi niềm đau sắc, là cái sự bất lực, đấy là cái tình yêu nước thương dân thống thiết được thể trong bài thơ đó. Tuy nhiên, hai câu thơ cuối lại là hai câu thơ thể rõ nhất cái nỗi niềm của tác giả. Và qua đó ta có thể thấy tác giả bày tỏ sự lo lắng, thương xót cho người dân, cho vận mệnh của đất nước, đồng thời thể hiện sự thất vọng, sự trông đợi, sự chất vấn đối với những trang dẹp loạn, những người có khả năng và trách nhiệm trước thời cuộc Đấy chính là nỗi niềm của tác giả. Và xuyên suốt cả bài thơ này là tình yêu nước, thương dân đau xót bất lực mà không làm gì được cho dân cho nước và qua bài thơ này thì hiểu thêm được nỗi lòng của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu vậy sau khi mà tìm hiểu xong bài thơ thì chúng ta cần rút ra được cái kết luận khi đọc hiểu thể loại khi đọc một bài thơ tứ tuyệt hoặc một bài thơ thất ngôn bát cố kem nên xác định bố cục niêm luật vần nhịp chú ý nghệ thuật đối nghệ thuật tả cảnh ngụ tình chú ý đến tình cảm mạch cảm xúc cảm hứng chủ đạo của người viết được thiện hiện qua bài thơ đây là những nét rất là đặc trưng cơ bản vậy thì à, bài viết của bài giảng của cô đến đây là hết đây là một bài kết nối với chủ điểm do đó mà chúng ta cần lưu tâm những cái nét đặc trưng về mặt thể loại và kết nối với nội dung chủ đề mà thôi rất cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe chào và hẹn gặp lại kem